Sáng ba đúng rồi. Đây lá đèn nè. Ồ, đây là cái chuồng gà của ông anh mình. À, cái nhà ở sau lưng mình là suối á, rất là ồn nha, có dẫn lên cái nhà. Đó. Thì hôm nay thì heo thằng cháu mình cuốn nè mọi người. Mai mốt có gì á mình tới mình quay mình sẽ có cuốn. Nó mới cuốn hả? Miếng cuốn bên. Kim ghi cuốn cho anh cuốn nè. Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh ẩm thực và du lịch sinh TV của mình nha. À, cả nhà ơi, hôm nay thì xin sẽ cùng với cả nhà bắt đầu mình sẽ đi kiếm một cảnh thật là đẹp nữa để mà mình đi nướng thịt nha cả nhà. Thịt này thì mình sẽ không ướp đâu, mình không ướp gia vị hết trơn á, thì mình sẽ nướng lên luôn, mình sẽ rửa cho sạch sẽ, tái chế luôn rồi sau đó mình sẽ đi nướng cho ngon xong rồi á, rồi chín rồi mình sẽ đem lên chấm nước chấm mình nha, rồi cuốn với bánh tráng. Giờ mình sẽ đi hái lá xài nha mọi người. Đây là cái chuồng gà của ông anh mình nha mọi cả nhà. Nè, ông anh mình nuôi gà. Ông anh mình cũng nuôi gà cả nhà. Lên đây xin ổng mấy cái lá cóc. Cái ông đâu vậy? Đây là gà của ông anh mình, ông nuôi ông đó. Ông nuôi quá trời gà luôn. Lâu lâu thì lên đây sẵn kiếm cái lá cóc ngon nha. Chuồng gà của mình quá nhiều luôn. Đây là mấy con gà chiến của ông. Thấy lá cóc đâu vậy ta? Đây cho mọi người xem nè, đó gà đẹp không ạ? Gà của ông nữa. Các nhà thấy không? Gà này đẹp không các nhà ơi? Dễ thương lắm. Đây con. Đây cái chạy gà của ông anh mình. Đây là cái chuồng gà của ông anh mình các mọi người. Mình lên đây mình sẵn kiếm một cái ít lá cóc để mà mình ăn với thịt heo của mình. Mình nướng sẵn cho cả nhà tham quan cái chuồng gà của ông anh mình luôn. Mình lên đây chơi lắm. Mấy lá nè. Đây lá đèn nè. Uống đây luôn. Uống dưới đây luôn hả bên? Hả? Uống đây luôn. Đây có cái lá. Cái góc bự kia cậu là lá bé. Chỉ góc bự hả? Cái góc bự. Ê,
Rồi đây. Rồi vậy đủ rồi. Vậy. Thôi sẵn mình về luôn mọi người ơi. Nãy lắc cắt xong rồi. Con gà đẹp quá. Đi đi về. Chạy gà đẹp không? Ừ. Ăn đồ có đâu hả? Mấy trái vậy? À không phải, hai lá này nè. Xài lá cốc hả? Cái này đi, cái này về ba mà không chịu ăn cũng đỡ đỏ ho đỏ hỏng em. Ý là để đỡ ho. Đây là cây xài lung nè mọi người. Đó. Mình hái được mấy cái lá non rồi nè, mình đem về mình ăn. Xin ba chị. Đó, về mọi người. Đây, mình đã mua được hai cục. Ba gọi nè mọi người. Mình sẽ không có ướp một cái gì hết trơn nha. À, mình đã rửa sạch sẽ xong. Rồi sau đó là sẽ đem đi nướng nha. Mình sẽ sắc ra một, sẽ sắc ra mỗi thứ cục như này. Rồi đem lên nướng như vậy mà chứ không thể nào nướng như vậy được. Sắc ra mỗi thứ cục ra để mình nướng như vậy. Bây giờ mình sẽ hái lá thêm lá đinh lăng cho mọi người. Đây là lá đinh lăng nha. Sẽ hái cái đọt này. Chứ vườn mai của ba mình nhiều lắm. Đó, mình hái cái non non này thôi. Là vô đó mình hái. Cái lá này cũng tốt lắm nha mọi người, đây gọi là sâm nha. Nó rõ ràng thì đây là cái lá sâm. Vô dễ ngủ lắm mọi người, ý là mình ăn vô nó khỏe người lắm, đang ngủ á nó ổn định tinh thần. Bây giờ mình sẽ hái cái lá non non này để bỏ vô đây. Cái này nó già rồi, cái lá nó già hết rồi. Hái mấy cái non non này nè mới ngon. Mà có cái cây thuốc, có cái cây này nè, giống như là một cây thuốc vậy đó. Hái nhiều nhiều mà mình cuốn với bánh tráng ăn cho nó ngon mọi người. Ta hết mọi người. Mùa mưa để ra nhiều lắm mọi người. Mùa để cái lá nó non nó ra rất là nhiều. Cái này ăn chị mắc ngủ với lại các loại bệnh gì đó cả nhà. Có gì mọi người lên trên mạng nghiên cứu thử nha. Nhà mình trồng đinh lăng rất là nhiều. Cái này là từ một cái cây mà ra, ba mình nó chặt cái này xong, cái gấm xuống thì nó tự mọc ra cái cây này nè. Nó mình dâm xuống lại. Rồi nè cả nhà, mình đã hái được như đây nè. Đó. Lá đinh lăng là mình sẽ hái cỡ này gà mới ngon mọi người, chứ đừng hái mấy lá già nha. Rồi, ok. Thank you.
Chào cả nhà nha. Mọi người ơi, mình đã đi tới một cái cảnh rất là đẹp rồi cả nhà. Đó, hôm nay thì mình sẽ qua cái chỗ này để mình quay. Cả nhà thấy không, ở sau lưng mình nè, có rất là nhiều hòn đá rất là xinh đẹp. Ở cái chỗ này thì mùa này thì ở hòn mình không có sóng gió nhiều nha mọi người. Hôm nay thì mình sẽ cùng với mọi người thưởng thức cái món heo nướng ở đây nha. Đó. Bẻ bẻ ra đây rồi, bẻ từ từ đi. Này nó ăn nhiều nó mập nó làm được gì đâu mọi người ơi. Đúng không? Xé ra đi. Tao không có khô, tao cũng ngu lắm. Xé ra đi bảo ơi. Có dao rồi chặt được không? Thôi bẻ ra đi, bẻ từ từ ra đi. Bảo có cần nói với khán giả gì không? Có nhiều bà có nhiều fan lắm trời, vẫn hoài. Hôm nay trời rất là đẹp cho mọi người. Hôm nay trời rất là đẹp. Đó, đây có củi khô luôn mọi người. Bữa trước thì mình quay dưới kia kìa. Nó quay khúc cái này nè. Còn cái bữa nay thì mình tới đây luôn. Như là sẵn có củi khô mọi người. Có củi khô thì khỏe ha. Có củi khô mình lấy mình làm. Làm luôn, làm như vậy. Đây này bên có cái cây nhảy. Cháu mình nó đang rửa cái lá chuối trên đó đó cả nhà. Chỗ rất là đẹp nha. À cả nhà ở sau lưng mình là suối đó, rất là ồn nha, có gì cả nhà thông cảm mình nha. Mình hay tới đây tắm lắm, với lại với đứa cháu mình nữa. Chỗ này là mùa mưa tới thì suối rất là nhiều, nó chảy. Nói chung là nó chạy với vài ngày là nó hết à. Đó. Quá trời ơi, đứng sau lưng nó hết trơn luôn mọi người. Thôi bây giờ mình về mọi người. Rửa lá chuối xong rồi đi về nha. Quá trời. Về. Qua suối đó. Nước quá trời mát luôn mọi người. Đem cho cả nhà xem những cái cảnh vật xung quanh đây nha mọi người. Đó, chỗ này rất là yên bình. Và tất cả mọi thứ đây thì nó không có giống như ở trước nhà mình sóng đánh. Quá trời. Ở đó thì ngư dân người ta đang đánh bắt cá. Nó đang kiểu như họ đang đây là những cái chiếc tàu mà những chiếc ghe á cả nhà. Họ đi mực xong họ làm mực cái lại ghe cào họ vô đây họ đậu. Đó. Chỗ này rất là yên. Nó tùy theo mùa nha, có mùa thì nó sẽ đánh cũng như là mỗi một năm thì nó sẽ đánh nói chung là sóng đánh dữ dội đó mọi người. Đó. Mùa này thì rất là yên.
cái đó bên kia là cậu bẻ. Bây giờ bẻ cái nhánh ra đi, mình kiếm thang. Đâu trời mưa là không có. Em nó rửa cái thuốc mình vô. Bẻ ra đi. Bẻ ra bảo ơi. Con bẻ cái nhánh này bảo. Đây là vô được rồi. Nó bẻ ra đi gì, bẻ cái sao bữa trước á là cậu bẻ bên kia á. Cậu bẻ bên kia cái cậu để bên đó để mốt cái gì mình tới mình lấy á. Không phải hả? Về chỗ khác nè hả? Về chỗ khác nè, vậy là phải. Chỗ này chỗ khác nè. À, cả nhà ơi, thang sắp chín rồi, mình vừa mới làm xong cái chỗ này nè đó mọi người. Mình đi hái lá chuối ở gần đây luôn, rồi sau đó cái mình sẽ chút nữa thịt đó chín á, thịt heo chín á thì mình sẽ bỏ đây luôn ha mọi người cho nó dễ. Hồi nãy mình có tới chỗ suối mình rửa qua rồi, dùng để đây ha. Đó, mình đang nướng heo mọi người. Cái này là không có ướp gì trơn nha, nướng không luôn, nướng gọi là nướng mồi luôn đó mọi người. Nướng mồi xong sau đó thì mình sẽ chấm với nước chấm. À, trong lúc ngồi chờ ăn thế này thì mấy đứa cháu mình nó đang làm những cái chuyện này cả nhà. Yeah. Rất là mát mẻ mọi người. Sắp vậy đó. Chút nữa cả nhà không sao. Nó chịu dơ để lát nữa tới nó tắm suối luôn mọi người. Cái suối nãy á, mình quay cho mọi người thấy đó. Chút nữa tới đó tắm suối luôn. Bây giờ mình làm bên đây, làm xuống ngồi. Làm xuống ngồi đi. Đắp ê lấy mấy cái lá đập vô ngồi cái này nè, kiếm cái nào đẹp đẹp á. Bằng không cái này, chỗ này bằng không? Rồi cái này đi. Rồi đắp. Đắp bằng đây bên. Con bẻ đây bên đây. Rồi, bây giờ mình sẽ mấy đứa cháu mình nó có ý tưởng là dùng mấy cái lá này nè mọi người. Để đắp bằng này để ngồi lên ăn luôn. Ngồi ăn với cái cảnh đẹp như thế này nè mọi người. Đó. Đắp một chỗ thôi. Đắp cho đẹp ơi. Đắp cho đẹp. Ngồi vậy lưng vậy hả? Ngứa chết luôn, đắp vậy. Rồi, bây giờ mấy cô cháu suy nghĩ kỹ rồi mọi người. Sẽ không có đắp lá nữa. Tại vì thôi, để cho, để đây đi. Mai mốt có gì á, mình tới mình quay mình sẽ có củ thô để mà mình xả tiếp cho mọi người. Chút nữa mình sẽ ngồi đây ăn nha. Sẽ ngồi đây ăn cho nó mát mẻ luôn mọi người. Với lại mấy cô cháu mình sẽ lót dép ngồi đây ăn ha. Đó, vậy đi. Chỗ này gió quá. Hy vọng từ đây tới chiều không có mưa nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy đồ ra mình ăn uống nha mọi người. À, đây là cái hũ nước mắm mà vợ mình làm nha mọi người. Đó, để mà mình chấm với thịt. Còn đây là bánh tráng. Đây là bánh tráng để mình cuốn với thịt nha. Còn rau thì nhỏ cháu đang lấy ra nè. Đó. Có luôn. Không là xài luôn. Đó, giờ mình thưởng thức cái món ăn heo cuốn bánh tráng mọi người. Đây, tới đây để mình coi heo rồi. Đó. Than hôm nay cháy lâu rồi mọi người, do hơi bị ẩm ẩm. Đây. Đó. Heo cuốn bánh tráng không? Rồi. Chén ngay nè. Đổ món vô đi chứ. Rồi dê bên. Lại ngồi nè bên. Lại ngồi đi con ơi nè. Để chín đổ mắm ở đây. Đâu nhiều không? Đâu nhiều không? Hay là mình đổ ra cho nó nhiều đi. À đổ ra nhiều đi. Đổ tay đi. Đổ tay đi. Xong rồi, đổ ra ba chén luôn hả? Rồi đổ ra ba chén đi.
hay là con diễn viên chung. Cậu về rồi con chung còn bảo thì ăn lên. Bà sướng ghê. Bảo với gì chứ? Bảo gì? Đây nè mọi người, chén nước mắm đã có đây và rau cũng đã có đầy đủ. Đó. Giờ bắt đầu mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mình cái món heo này nha mọi người. À, cả nhà ơi, bây giờ mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mấy cậu cháu mình một cái bữa ăn thật là hấp dẫn nha cả nhà. Đó. Thì hôm nay thì heo thằng cháu mình cuốn nè mọi người. Nó nói như thế này như đùi gà nè, ghê không? Ăn đi. Rồi xin mời cả nhà thưởng thức với mình cái món heo cuốn bánh tráng này cả nhà. Đây là cây đũa vàng. Đũa vàng trong làng gấp đồ ăn. Đó. Bị nó buồn dữ ta. Bên ăn cuốn ha. Thôi cuốn này ăn đi, ăn thoải mái đi con ơi. Tự nhiên nha. Thôi ăn đi đó, ăn đi gì. Ê ăn đi rồi chiều chiều cái chút nữa con chở mày lên trên chỗ đỉnh núi á. Mình hái mây về. Trên mây giờ chắc. Cuốn đi bên. Nó mới cuốn hả? Muốn cuốn bên. Kiều kia cuốn cho con cuốn. Cho buồn vậy. Con đeo đó con rồi đứng lấy ra đi cái hết luôn đi à. Chia ra con chẻ ra bê bảo chẻ ra làm hai đi chẻ ở bên nâng miếng đây miếng này này không có cánh gà nó ngon à cái chân đòn mắm nó bên này bên chỉnh đàng hoàng ăn đi mời cả nhà nha. Nha. Ăn cả nhà ơi. Thơm ngon bà bảo. Nhưng mà cậu bỏ mày lâu chưa? Ấy là cậu bỏ mày lâu chưa? Cậu bỏ bằng mấy tháng không? Không biết nữa. Cuốn người kiếm cuốn kiểu này bà bảo hao bánh tráng quá. Hao bánh tráng cũng hao. Ờ, cuốn hao bánh tráng này chứ. Không biết nữa. Mấy cái coi nè. Con biết á. Quan này quan đi. Bỏ đi. Mời mọi người nha. Bây giờ mình có một bánh tráng nào mọi người cuốn nè. Ở nhà nha. Ở nhà nha. Mời mọi người. Có rau nữa. Có gì đã luôn. Ở nhà. Nó cóc nó xà. Nó cóc nó xà. Con bỏ vô cuốn đại đi. Còn bằng nó kìa. Đảo quá. Ngon bảo. Hai đó là một con. Dạ. Đúng rồi, con có cái, con cái một. Mày đã con không biết. Có đã mọi người. Để ăn có cảm giác vậy sướng mát rồi. Tại trời này nó đứng giờ nắng lắm mọi người nhưng mà do nó hiu 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 vậy. Đã rồi. Không thấy không? Ăn gì leo? Có dưa leo nãy giờ con Nhung nói con. Có dưa leo ăn hả? Nó không có cô. Nào nó không có dưa leo hả? Có. Ngon kìa. Nướng không thì ngon ha. Nướng thơm. Kiếm thịt cả nhà nướng không ngon kìa, đã kìa. Nướng chỉ là cộng thêm cái nguyên liệu nè. Lúc đầu là mình tính ướp rồi. Này. Mình nghĩ lại thôi để mình nướng mọi thứ này cuốn cho cuốn mấy cái rau này coi làm sao ngon. Bơi không? Bảo. Ờ, quên, lộn. Em có cái rau không? Nhưng mà vẫn có hộp nữa. Muốn bạn muốn cuốn vậy em đâu cuốn gì luôn. Bảo đảm trong tình có gan không? Có không? Có mà có hay chứ. Thank you.
ăn ấy. Sao buổi trước cậu lên đài á, cậu thấy con bây giờ đi luôn hả? Lúc con đi đài hái mây về mình làm cái gì đâu được ăn ha. Mây á, mày chạy tới đồng đài con. Ê con kiến mày, mày đâu ra gì bắt được bỏ mình không được. Nó vậy ngon rồi người ơi. Heo gì ăn quá đã. Con biết trái rau mày, cây coi mày không? Đi ăn nè. Mời cả nhà nha. Nè mời cả nhà, ăn cái này cả nhà. Rồi. Có rau cuốn lại. Cộng thêm heo nữa, ngon. Heo nướng ngòi đã quá mọi người. Quá là hấp luôn. Quá ha. Quá đã luôn. Ngon rồi, đậu rồi. Rất tiện mọi người. Rồi, ra xong rồi. À, có đậu sống hả? Cũng ăn lạ không? À. Lấy lại luôn đi chứ. Ông bà hả? Chị quá ông ơi, ông quá. Đừng làm ta thua, đừng đưa nó chắc hết. Ta chắc hết cái con luôn. Rất cuộc rồi. Quá ngon mọi người. Sợ ra đây là một cái món ăn mà con nhóm tụi con miếng nhau chung là yêu nó mọi người. Lâu lâu thì mình cùng mấy cháu mình quay một cái cảnh rất là đẹp cho mọi người xem đó. Thì bây giờ mình xin hẹn gặp lại cả nhà vào những cái clip sắp tới nha. Cả nhà nhớ đăng ký subscribe chia sẻ cho cái kênh của Xin để Xin có động lực để mình làm ra những cái video sắp tới cho mọi người xem nha. Hẹn gặp lại cả nhà và những video tới. Cảm ơn cả nhà, bye bye nha. Tại mình ăn cay quá mọi người, nó ở cái cổ khó chịu quá. Bye bye nha. Lần sau mình tới đây cái mình còn than phải không? Ok, bây giờ lần sau tới đây sẽ còn than. Đi quay. Vậy đi về, đổi gì được rồi đó, thêm một chai được rồi. Thêm chai được rồi bà ơi.